Xin chào anh em, Top Game lại quay trở lại rồi đây. Đảm bảo sẽ có những lúc điện thoại của bạn không thể nào kết nối mạng, thì làm sao mà chơi được những con game online? Và tất nhiên game offline sẽ là lựa chọn thay thế duy nhất tại thời điểm như vậy. Và đừng nghĩ game offline mobile chỉ toàn là game rác. Rất nhiều bạn không có cảm tình với game offline trên nền tảng di động, nhưng suy cho cùng trên một thiết bị di động nhỏ bé, cộng thêm thói quen chơi game như hiện nay, thì đây không phải là nền tảng ưu tiên để tạo ra những siêu phẩm. Vậy nên nếu là game thủ khó tính, thì list game trong video này hiếm tựa game nào có thể làm hài lòng bạn. Nhưng nếu muốn tìm những game offline thiên về trải nghiệm giải trí, giống như đang đói mà vớ phải tô mì tôm, thì sau đây lại là những game vô cùng phù hợp với bạn. Tiêu chí lần này tất nhiên mình vẫn sẽ ưu tiên là game miễn phí, cấu hình thấp, nhưng chất lượng cũng phải nằm ở mức chấp nhận được, tuyệt đối không đem rác tới cho mấy ông. Và đã không làm thì thôi, còn nếu đã giới thiệu thì phải toàn là những game có thể chơi được. Square Enix mới đây bất ngờ mang tựa game cổ điển của mình là Trials of Mana lên thánh địa mobile. Vào năm 2020, game được làm lại cho hệ máy console và PC. Và đối với phiên bản di động lần này, tuy rằng mức giá hơn 500.000 đồng là quá cao, có thể nói là một trong những game di động mắc nhất thời điểm hiện tại, thế nhưng đổi lại là một trải nghiệm nhập vai siêu cuốn, chuyển thể hoàn toàn nội dung từ sản phẩm cùng tên trên console. Đồ họa thì 3D rõ nét mượt mà, từ nhân vật cho đến bối cảnh đều được tái hiện ở mức độ chỉnh chu, được tùy ý chuyển đổi nhân vật theo đường bóng tối hay là ánh sáng, mở khóa những bộ kỹ năng và hiệu ứng khác nhau, cung cấp thêm class nhân vật thứ tư, đi cùng với bộ kỹ năng đồ sộ lên đến con số là hơn 300. Và quả thật những gì tựa game này thể hiện là vô cùng ấn tượng, mà theo mình là phải đạt con số 9 trên 10 điểm. Vậy nên bạn hoàn toàn yên tâm trải nghiệm, đặc biệt là với những fan của dòng game manga nổi tiếng của Square Enix. Game offline nhẹ miễn phí mà lối chơi vẫn đủ mức độ hấp dẫn là những ưu điểm đầu tiên khi trải nghiệm Kung Fu Master Ski. Là một game với tiết tấu nhanh, mang đậm màu sắc của thể loại roguelike, là lựa chọn game miễn phí phù hợp để bạn giải trí vào cuối tuần này. Game được khắc họa theo hướng tối giản, bạn phải lên cấp mở khóa kỹ năng mới, thu thập nhiều trang bị và không ngừng phấn đấu để trở nên mạnh mẽ hơn. Con đường chiến đấu thì đầy gian nan và đau đớn, khi bạn chết chúng ta phải làm lại mọi thứ từ đầu. Vậy nên để hạn chế điều này, bạn cần triển khai những đòn combo đặc biệt theo từng loại vũ khí. Và thực sự theo mình thấy, game là sự kết hợp giữa lối chơi chặt chém điên cuồng và hành động platform, với kho vũ khí đa dạng không kém game online và những chuỗi combo được xây dựng vô cùng ấn tượng. Và mặc dù chỉ nặng hơn 100 MB, nhưng đồ họa của nó vẫn không tệ một tí nào, đi kèm với âm thanh sống động mang nhiều cảm hứng. Và trước khi chúng ta tiếp tục đến với tựa game tiếp theo, thì video này được tài trợ bởi Reverse, là phần mềm bán và thuê game phải nói siêu dễ thương trên PC, với một loạt tựa game bản quyền miễn phí, từ game phi vĩnh viễn cho đến game miễn phí luân chuyển theo tuần, đảm bảo là không lo thiếu game cho mấy ông chơi. Đặc biệt nếu còn tham gia vào gói thành viên của Reverse, thì bạn hoàn toàn được chơi toàn bộ kho game tại đây, mà được giới thiệu là có hơn 500 con game bom tấn chọn lọc, vẫn đang tiếp tục cập nhật liên tục từng ngày. Tại đây mấy ông có thể chơi từ game online đến game offline, dễ dàng đăng nhập tải game và chơi không bị gián đoạn. Không những vậy, Reverse còn cho bạn xem phim Netflix, mua game với giá rẻ so với những nền tảng như Steam Epic, cũng như mang đến một loạt sự kiện hấp dẫn hàng tuần để mấy ông mang về kho game của mình, toàn là những game bom tấn AAA. Và ngoài nạp tiền để nhận recoil thuê hay là mua game, thì bạn hoàn toàn có thể online để nhận recoil, là có thể sở hữu những game mình muốn mà không mất đồng nào. Và nếu nhu cầu của bạn là muốn tìm game bản quyền miễn phí, muốn mua và thuê game bản quyền giá rẻ, thì hãy nhanh tay nhấp vào đường link của Reverse dưới mô tả để đăng ký và trải nghiệm kho game. Phải nói là khổng lồ mà chất của Reverse nhé. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục đến với tựa game tiếp theo nào. Nền tảng di động không thiếu bất kỳ một chủ đề game mô phỏng nào. Thế nhưng cho chúng ta đóng vai là một tên trộm, thì Thief Simulator lại là con game theo mình vô cùng thú vị. Tại đây chúng ta sẽ hóa thân một tên trộm chuyên nghiệp, rình mò những ngôi nhà xung quanh phá hệ thống an ninh và lẻn vào để ăn trộm mọi thứ có giá trị. Tại đây chúng ta sẽ được tự do làm bất cứ điều gì để hoàn thành mục tiêu, di chuyển thoải mái trong một không gian khá rộng, ăn trộm từ đồ đạc xe cộ trang sức, sau đó tìm cách tẩu tán toàn bộ chúng một cách êm xuôi. Và nên nhớ mọi thứ cần được thực hiện khéo léo, bởi nếu không cảnh sát sẽ ập đến bất cứ khi nào.
tóm cô bạn và nhiệm vụ coi như không thành công. Vì vậy, nhanh nhẹn quyết đoán là yếu tố quyết định tất cả. Ăn trộm cũng cần phải có tố chất. Và đây là con game hoàn hảo để bạn kiểm tra là mình có tố chất trộm chỉ hay không, trở thành một tên trộm chuyên nghiệp trong thế giới ảo như là thật. Nếu là tín đồ của The Room thì cam đoan bạn không thể bỏ qua con game này. Lấy bối cảnh và cốt truyện nói về văn hóa Trung Hoa, cho nên sẽ tạo cảm giác gần gũi hơn với game thủ Việt Nam chúng ta. Game tập trung vào công việc giải đố của người chơi, thông qua những thao tác vuốt chạm phóng thù vô cùng đơn giản. Nhưng mọi thứ tại đây đều có sự liên kết chặt chẽ với nhau, và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm ra cho được chúng, kết nối những bộ phận tưởng chừng không liên quan gì, để dần khai mở những bí ẩn rùng rợn về sau. Vì vậy đây đích thị là tựa game dành cho game thủ não to. Bạn không cần phải tay nhanh hơn não. Yếu tố quan trọng sẽ là ghi nhớ và suy luận, chấp nối những manh mối với nhau một cách hợp lý nhất, nhằm mở ra những cánh cửa và hoàn thành câu chuyện. Và hầu như tất cả những cánh cửa này đều được vận hành bởi những cơ chế đặc biệt, cho nên sẽ cần khá thời gian để trải nghiệm con game này. Tuy nhiên vì đây là game miễn phí, nên bạn cứ tải về chơi dần cũng không sao cả. Ngay từ cái tên Argosy Space Adventure là mình cũng đoán được con game này đi theo cảm hứng của Dead Space, và chính xác là một game bắn súng độc đáo, kết hợp với yếu tố khoa học viễn tưởng và kinh dị. Game đưa chúng ta hóa thân vào nhân vật đang mắc kẹt trong con tàu vũ trụ, và nhiệm vụ sẽ là khám phá đồng thời loại bỏ kẻ thù nguy hiểm. Và tuy lối chơi vô cùng đơn giản, nhưng bạn vẫn sẽ hứng thú với những câu hỏi giải đố thú vị, tự do khám phá con tàu vũ trụ nhiều bí ẩn đang che giấu. Mà khác, những màn chiến đấu tại đây cũng gay cấn không kém. Boss và kẻ thù đa dạng nhiều chủng loại khác nhau, và chúng ta cần phải sử dụng hợp lý vũ khí mới mong hạ được chúng. Đặc biệt theo chính nhà làm game công bố, sản phẩm này sẽ không có một cốt truyện cụ thể nào, mà chính game thủ sẽ là người tự vẽ ra cốt truyện cho nó, mà cụ thể là mọi quyết định hành động của bạn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ mạch truyện về sau. Bản thân mình rất hứng thú với thể loại game mô phỏng lái xe, và đây sẽ là con game lái xe địa hình mà mình gửi cho bạn, hoàn toàn free trên cả Android lẫn iOS, tải về chỉ nhanh gọn trên cửa hàng ứng dụng Việt Nam. Game là sản phẩm mô phỏng mình đánh giá vô cùng chất lượng, tái hiện phong cảnh thiên nhiên vô cùng tốt, với nào là đầm lầy và những khu rừng lá kim mang đậm chất châu Âu, những biển cát mênh mông hay là ngọn núi tuyết hùng vĩ. Và vì là game giả lập lái xe, nên nó hướng tới trải nghiệm lái xe đầy cam go. Địa hình thay đổi liên tục để làm khó người chơi, và ngoài kỹ năng cầm lái của bản thân, thì nó còn mang đến bộ nâng cấp xe vô cùng ấn tượng, có thể tùy chỉnh mọi thứ theo ý muốn của mình, với kho phụ tùng và xe cộ vô cùng nhiều. Và ngoài chế độ offline, bạn cũng có thể tham gia thi đấu multiplayer, với máy chủ sẽ có tối đa 20 người tham gia, di chuyển thành một đoàn và hỗ trợ lẫn nhau làm nhiệm vụ, không khác gì như bạn đi vượt camping ngoài đời. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục quay lại với thể loại chặt chém, thông qua con game Ninja Fighter chỉ hơn 100MB, game miễn phí hoàn toàn và đang trong dạng truy cập sớm. Câu chuyện của nó bắt đầu vô cùng đơn giản, nói về hành trình báo thù của một ninja, chống lại những quái vật và thế lực đen tối. Chúng ta sẽ chiến đấu qua nhiều map khác nhau, và bản đồ thì vô cùng rộng lớn dầu tương tác, chứ không gò bó hạn chế game thủ tạo cảm giác khó chịu. Và trong quá trình chơi ngoài việc chiến đấu, bạn còn có thể tìm ra những lối đi ẩn kho báu bí mật đầy thú vị, được ẩn giấu trong mỗi màn chơi khéo léo. Tuy vậy, đi kèm với nó là hệ thống những cái bẫy khó chịu, đòi hỏi xử lý nhanh để tránh bị thương. Thế nhưng nếu là game thủ khó tính, thì bạn sẽ không thích kiểu đồ họa hơi trẻ con của nó, tạo hình nhân vật cũng không quá chi tiết. Thế nhưng với một con game miễn phí cấu hình thấp như thế này, thì chúng ta cũng không thể đòi hỏi hơn được nữa. Như vậy là siêu phẩm game chiến thuật Total War đã chính thức quay trở lại nền tảng di động bằng một phiên bản mới. Tuy rằng giá bán có hơi cao, nhưng đây là game chiến thuật phải nói là đáng chơi nhất thời điểm hiện tại, đến từ nhà phát triển tên tuổi Faro Interactive. Game với chiến trường hoành tráng đi cùng bối cảnh trung cổ bi hùng, tiếp nối truyền thống của dòng game chiến thuật nổi tiếng
là sự thay đổi tích cực về đồ họa của phiên bản cổ điển. Lối chơi thì không quá khác biệt so với bản PC, mà có chăng là hệ thống thao tác đã được tùy chỉnh nhằm phù hợp hơn với game thủ mobile. Bên cạnh đó, hệ thống nhiệm vụ đa dạng cũng như việc tái hiện chân thực chiến trường hoành tráng thời Trung Cổ là điểm nhấn làm game thủ say đắm hơn trong phiên bản lần này. Và mình cũng lưu ý anh em là cấu hình chơi game không nhẹ một chút nào. Bạn cần sử dụng những điện thoại cao cấp để có được trải nghiệm tốt nhất. Game mới thì ra mắt hàng tuần hàng ngày, và một video thì mình không thể nào liệt kê toàn bộ chúng. Vậy nên một bonus mình sẽ lướt nhanh qua một vài con game offline khác. Bạn có thể xem tham khảo và lựa chọn. Và nếu có đóng góp bổ sung nào, thì đừng quên để lại bình luận cho mình và mọi người biết nhé. Cùng nhau chia sẻ niềm đam mê với những tựa game offline thú vị. Gunfire Reborn là con game bắn súng với những pha hành động roguelike gây cấn, là một cuộc phiêu lưu thú vị dựa trên cấp độ. Game là bản chuyển thể từ phiên bản PC nổi tiếng, từng bán được 2 triệu bản trên Steam toàn cầu. Và lần này game vẫn tiếp tục với lối chơi nhập vai siêu cuốn, cùng hệ thống tính năng roguelike để mang đến những pha hành động chất lượng, theo phong cách nghệ thuật low poly đặc trưng. Tại đây có khá nhiều anh hùng để chúng ta lựa chọn, mỗi người lại có khả năng riêng mà bạn có thể mày mò, cũng như hệ thống vũ khí và vật phẩm ngẫu nhiên mà game thủ có thể tìm thấy trên những cấp độ, có thể tham gia chơi offline hoặc có với 3 người bạn chơi trực tuyến để tận hưởng những cung bậc cảm xúc đa dạng. Đặc biệt, bản MOBA được thiết kế tựa khá tốt, cố gắng tạo ra trải nghiệm điều khiển cân bằng nhất, cũng như hiệu suất bắn vũ khí được cải tiến. Vậy nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của con game này. Và lưu ý là game chỉ đang trong dạng truy cập sớm, nên phiên bản hiện tại chưa phải là chất lượng cuối cùng của game. Và như thường lệ, link tải game mình đã để sẵn bên dưới phần mô tả. Vậy nên đừng mất công đi tìm cho tốn thời gian nhé. Đồng thời để lại cảm nghĩ bình luận của bạn, để mình cải thiện video tốt hơn thời gian tới. Và nếu thấy video này hay và hứng thú với bạn, thì đừng quên like video, chia sẻ và đăng ký kênh. Ngoài ra, video mới mình sẽ công khai vào 19 giờ hàng ngày mỗi tuần, nên hãy bấm chuông để theo dõi nhé. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.